Cây ngỗ này khi mình mua về thì mình sẽ bỏ ra và mình sẽ lựa đi những cái cây lớn, mập mạnh, khỏe nhất để mà mình làm giống mình trồng. Thì các bạn để ý có một vài cây thì ở dưới nó cũng có một vài cái rễ rồi. Đó, những cái cây mập mạnh như thế này thì mình trồng nó dễ phát triển hơn, và nó khi nó phát triển thì nó phát triển sẽ tốt hơn. Còn những cây nhỏ quá thì nó chậm lắm, hoặc là nó eo uột lắm, nó khó phát triển. Rồi mình lựa ra mấy cây đây, lựa mấy cây như thế này và mình để mình gây giống. Thì mình sẽ lấy một cái ly và mình chế nước vô. Cái nước này thì ở cái nước bình thường theo cái nhiệt độ phòng thôi, không có cần nóng, không có cần lạnh, nó chỉ theo cái nhiệt độ phòng của nó thôi. Mình ngâm vô trong cái ly như thế này. Rồi mình sẽ mang đi, mình để gần cái cửa sổ này. Đó, gần cái cửa sổ thì nó có cái ánh sáng nhẹ và có nước, thì cây ngỗ nó sẽ hút nước và một vài ngày nó sẽ tự động nó sẽ ra rễ. Ở đây thì cái cây ngỗ này mình ngâm cũng được 4-5 ngày rồi nè. Đó, bắt đầu nó cũng ra rễ rồi, nó hút nước và nó cũng còn tươi tốt. Đó, các bạn thấy nó bắt đầu nó ra rễ rồi nè. Đó, thì rễ bây giờ nó cũng còn yếu lắm, mình để thêm vài ngày, vài hôm nữa. Đó, đến bây giờ thì khoảng 11-12 ngày, có bông luôn rồi nè. 11-12 ngày thì cái rễ nó phát triển khá nhiều nè. Đó, khi mà cây ngỗ nó phát triển rễ như thế này thì mình đem ra mình trồng thì cái cơ hội nó sống rất là cao, cũng như là nó sẽ phát triển rất là tốt và rất là nhanh. Rồi hôm nay mình sẽ đem ra mình trồng. Thì mình có nhiều cách. Các bạn cũng có thể lấy một cái ly như thế này rồi bỏ đất vô. Cho đất vô rồi mình sẽ cho vào đây một tí nước. Đó, như thế này. Cho một ít nước cho nó ngập đất lên. Rồi mình lấy cái cây ngỗ này mình thả vô. Đó, mình thả vô như vậy. Xong rồi mình đem tới một cái bông râm mình để. Đó, thì cây ngỗ nó sẽ, cái rễ nó sẽ phát triển, nó chăm xuống đất. Đó, nó chăm xuống cái đất đó và nó sẽ hút cái nước, nó sẽ lên phát triển rất là tốt. Hoặc là mình cũng có thể là dùng một cái thùng, một cái thùng giống như là thế này đi. Mình bỏ đất vô. Đất ở đây là đất trong này là đất vườn bình thường thôi, chứ không có gì đặc biệt cả. Rồi mình bơm nước vô. Mình bơm nước vô khoảng cho nó ngập hết cái đất, cách mặt đất khoảng 1-2 cm gì đó, khoảng 1 inch. Rồi mình cũng lấy cái đám ngỗ này mình thả vô. Đó, cái rễ nó có sẵn rồi này, mình thả vô thì nó gặp đất, gặp nước thì nó sẽ bám vô và nó phát triển. Đó, các bạn cũng có thể là ghim xuống, mình cầm một cái gốc hai ba nhánh gì đó, mình ghim xuống, đất thì cho nó mau phát triển. Chứ còn nó nổi lên trên nữa thì nó cũng sống, nhưng mà nó lâu lắm, nó chậm. Mình ghim xuống hết cho nó ăn đất và nó hút nước, nó sẽ phát triển rất là nhanh. Cắm hết xuống, nước thì vừa sắp nha các bạn, khoảng 1 inch thôi, khoảng 2-3 cm thôi, đừng có nhiều quá. Rồi mình sẽ đem để dưới cái bóng râm nè của cái cây như thế này nè, để nó tránh cái ánh nắng trực tiếp vô. Ánh nắng trực tiếp vô thì cho nó có thể nó cháy cái lá, nó chết. Đó, thì cái thùng ngỗ mình trồng cách đây khoảng 1.5 tháng rồi nè, nó phát triển rất là tốt và mình cũng đã cắt ăn vài lần rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Và đây là những cái lý do mà các bạn trồng ngỗ bị thất bại. Thứ nhất là khi mình mua về cây ngỗ thì người ta đã bỏ trong cái tủ lạnh rồi, cho nên là những cái mắt ở dưới thì nó cũng có chiều hướng nó lạnh và nó sắp chết rồi, cho nên mình trồng nó không có lên, hoặc là nó sẽ chết. Thứ hai nữa là khi mình ươm nó mọc rễ rồi, mình đem ra ngoài mình trồng, gặp cái ngày mà nắng nóng quá, các bạn trồng trực tiếp xuống gặp nóng 8-90 độ thì, hoặc là mình để ngồi ánh nắng trực tiếp, nó sẽ quéo cái đầu đó, quéo cái đầu cây ngỗ, nó chưa quen ánh nắng nóng đó, nó quéo cái đầu, nó sẽ chết.
Và thứ ba nữa là mình khi mình trồng á, thì mình bỏ phân nhiều quá thì cây ngổ nó cũng không có thích nghi được. Và như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cái cách, cái kỹ thuật trồng ngổ làm sao cho nó nhanh phát triển và những cái lỗi nên tránh. Và video này đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn nút sub và nhấn nút like nhé. Mình cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.